Hôm nay sao vui dữ ghẻ? Vui chứ. Vui gì kể nghe chơi coi. Thì mới đi thăm Tào Tháo xong, thoải mái quá nên vui. Bình thường đi cắm trại thấy ông buồn mà sao hôm nay ông vui dữ ạ? Thì là vậy đó. Là sao? Nói chung bà không hiểu rồi bà ơi, nay thoải mái vui rồi. Sắp thi chưa ghẻ? Sắp thi rồi. Còn mấy ngày nữa? Khoảng 10 ngày nữa. Rồi kỳ 1 thi sao rồi? Kỳ 1 thi ổn lắm. Hồi năm kỳ 1 ông học sinh gì? Ông giỏi cũng không khá. Vậy học sinh trung bình hả? Nói chung là vừa chạm mí lên lớp. Kỳ 1 bà được học sinh gì? Học sinh tiên tiến. Ghê vậy. Bà học sinh giỏi đầy. Chơi trò kỳ vậy đã. Ai biết mà ngồi đây nói chuyện với ai.